cho bạn biết sự sợ nhiệm vụ và đa tỏ hình tư của kẻ biết. Mr. Jason nó chắc ăn lắm. Hỏi mày đến ngủ mở cửa à? Mở cửa cho thoáng. Đóng cửa nè. Hằng nửa đêm hằng mất tao lại lắm. Thì nằm trong phòng đi, có phải nằm trong phòng làm việc mỗi cơ sở. Nhưng còn đây có cái cửa. Có cái cửa đi vô nhà xe thôi. Nhà xe ăn thua chứ. Nửa đêm ngủ say hơn bố rồi. Bớt bằng cái dọc theo bên.